như con mà có được mấy cái này, con có cố liên lạc với về gia đình cho mẹ biết. Ví dụ như con buôn bán hàng hoài thì cũng cho mẹ địa chỉ, rồi ví dụ như con có cái gì đó con cũng gán tìm cách cầu cứu mấy chú là giải cứu con về với mẹ. Mẹ nhớ con quá Dư. Khổ thật sự khổ. Nếu con bị già con tìm cách liên lạc với mấy chú đi con. Mấy chú đưa con về, về với mẹ. Quá khổ. Chị bình tĩnh nha, chị đang bệnh mà đặc biệt là bệnh tim nên chị bình tĩnh nha. Bình tĩnh đi chị. Dạ rồi em xin phép chào chị. Chị chào. Rồi Phương. Chào em trai. À, em chào anh. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Chị Hồ Thị Ngọc Kiều. Chị Kiều là quê quán ở đâu? Quê quán ở Cần Thơ. Hôm nay là chị về đây cùng với ai đây? Chị về với cùng con trai Hồ Văn Phát. Dạ, hai mẹ con là mới từ Cần Thơ, lên Bình Dương. Dạ, đúng rồi. Hai mẹ con đi từ hồi nào? Hai mẹ con đi hồi 4 giờ chiều hôm qua. 4 giờ chiều hả? Rồi lên tới đây là 10 giờ mấy rồi ngủ nhờ lại nhà của người cháu. Dạ. Rồi sáng. Sáng hai mẹ con ăn sáng chưa? Dạ, ăn rồi. Ăn rồi. Ăn rồi, đúng rồi. Hai mẹ con lặn lội đường xá rất là xa xôi. Về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ gì đấy chị? Dạ, giúp đỡ tìm cháu là Hồ Lâm Quỳnh Như. Cháu hay là con ạ? Con. À, là con gái của con chị. Con gái của chị đó. Lâm. Hồ Lâm Quỳnh Như. Hồ Lâm Quỳnh Như. Dạ. Bé nhiêu tuổi rồi chị? Bé 13 tuổi. Trời đất ơi, 13 tuổi. Dạ. Bé bỏ nhà đi lâu chưa chị? Bé bỏ nhà đi hồi 28 tháng 4, lúc 3 giờ chiều. 28 tháng 4 mà hiện tại hôm nay là ngày 12 tháng 12 6 rồi. Hơn một tháng trời rồi. Đi là đi tại Cần Thơ. Đi tại Cần Thơ. Khi đi thì bé đem theo những thứ gì đi chị? Không đem gì hết, bất cứ gì hết, trong nhà đi ra là xách cái điện thoại rồi đi luôn. Trước cái thời điểm mà con nhà mình bỏ đi, gia đình nhà mình có vấn đề gì xảy ra không chị? Không có, bé rất là ngoan. Ngoan không ạ? Bé ngoan lắm. Bé là cao 1 mét mấy đi chị? Bé cao 1m6. 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 Nặng nhiều ký ạ? À, 46, 47 hả con? Vậy là bé tuổi đời rất nhỏ nhưng mà thân hình thì như người lớn rồi. Đúng rồi. Bé ở nhà là bé làm công việc gì chị? Bé mai tư nhân. 13 tuổi. Mà bé mai được 2 năm rồi đó, bé nghỉ học rồi. Ôi trời đất ơi. Bé học hết lớp mấy đây chị? Bé học mới lớp 3, bé nghỉ rồi. Sao mà cho con nghỉ sớm đi chị? Tại vì chị bệnh rồi, mẹ với cha chia tay rồi thì tội nghiệp rồi, đi theo mẹ làm nuôi mẹ. Trời ơi. Là chị là mẹ đơn thân. Mẹ đơn thân. Chị và ông xã là chia tay lâu chưa? Cũng trước đó như 7-8 năm rồi mà cắt đứt liên lạc, nay là có 3 năm rồi. Là một mình chị là nuôi là chị bệnh nhiều lắm, chị có nuôi hai đứa con giờ đi làm. Bằng anh cũng nghỉ học đi làm hồ là nuôi mẹ. Trời ơi. Chị bệnh nhiều lắm, chị không có làm được. Vậy là em trai là học hết lớp mấy đây? Dạ em học hết học. Chưa hết lớp 6. Năm lớp 6. Nhà mình nghỉ để mình đi kiếm tiền mình nuôi mẹ. Phụ hồ. Dạ. Trời ơi tội nghiệp vậy. Cả hai anh em. Dạ hai anh em. Trời đất ơi. Vậy là ông xã của chị á, ông xã là có phụ cấp nuôi dưỡng hai bé không? Hai em này không? 2-3 năm nay là không có. Trước kia có không? Chứ có, như là 5-7 tháng cho 1 triệu, 2 triệu vậy thôi. Trời đất ơi, chứ 5-7 tháng. Không có phụ cấp đầy đủ. 5-7 tháng cho 1 triệu thì 1 triệu làm gì đây? Nhưng mà đỡ hơn 3 năm nay là bé cha bé là cắt đứt liên lạc, hai tin con đi mà cha cũng không có điện kiếm luôn đó. Rồi có hai mẹ con cũng như nhà cháu đi làm tới thứ bảy. Cái chiều lãnh lương ra là đầu hai mẹ con muốn đi kiếm cháu vậy đó. Trời. Ừ. Đi kiếm đại thôi chứ biết đâu đâu, chỉ có hai tên ở nhà mình là đó. Ở Cần Thơ trọ. Là ở trọ. Ở trọ. Không có nhà luôn. Không, ba mẹ con ở trọ. Trời đất ơi, mình là quê gốc ở Cần Thơ đúng không ạ? Đúng rồi. Mà không có nhà cửa đất đai gì hả? Dạ không. Là ở trọ. Ở trọ, lúc mà chị có gia đình giờ thì chỉ 17 năm ở trọ không đó. Không có nhà. Vậy bây giờ là em trai này là em đang đi làm hồ hả? Dạ, em làm hồ. Làm hồ thì thu nhập được không em? Dạ cũng đỡ rồi anh ơi, tại nắng thì làm được, mưa thì nghỉ. Ở quê là thường thường là em là phụ hay là em là thợ rồi? Em phụ hồ. Em biết xây chưa? Dạ chưa. Chưa biết xây hả? Mình đi phụ hồ được mấy năm rồi em? Dạ 2 năm mấy. 2 năm mấy hả? Dạ. Là lương một ngày được 300-400 không? Dạ. Được hả? Dạ 280. Ủa sao phụ ở dưới quê lương bèo vậy hả? Dạ. Tại cháu còn nhỏ không đủ tuổi nhờ quen á, người ta nhận cho mình làm vậy thôi. Nhưng mà điều cái chỉ có trời mưa là nghỉ thôi chứ nắng là làm suốt à. Không đủ tuổi nhưng mà em này lớn rồi, em này
làm còn có khi làm còn hơn cái người đủ tuổi luôn ấy, đúng không? Phải có đi làm đó chứ, lúc mới đi làm tội nghiệp lắm, đang đi học rồi nghỉ làm á. Trời đó, 16 tuổi mà đi làm phụ hồ 2 năm trời rồi. Còn bé thì 13 chị, tuổi 13 mà tuổi, đi làm may 2 năm nữa rồi, là 11 tuổi là đi làm rồi. 11 tuổi đi làm rồi, bé ngoan lắm. Vì cái lý do là thứ nhất là ba mẹ ly dị, thứ hai là hoàn cảnh khó khăn, mẹ thì ốm đau bệnh tật, đúng không ạ? Đúng rồi, chị bệnh chị không có làm được. Khổ, thật sự khổ. Vậy là ngày đi con có để lại thư từ hoặc là nhắn tin gọi điện gì cho chị không? Không, chỉ đi là viết lại mấy chữ, nói mẹ ơi thôi con còn nhỏ, con đi làm cho bớt cái nặng cho mẹ, vậy rồi thôi. Bớt cái nặng cho mẹ à? Dạ, cho anh hai, thằng kiếm đỡ gánh nặng cho anh hai. Nhưng mà bình thường cháu ngoan lắm, hai anh em chiều thứ bảy lãnh lương ha, cái anh hai chở cho đi chơi. Rồi về lại nhà là đi mai, chiều thứ bảy anh hai lãnh lương ra là anh hai chở cho đi chơi. Hai cháu rất là ngoan. Khổ quá, em thấy hoàn cảnh của chị á, nhưng mà em thấy thương hai đứa em này, thật sự rất thương. Tại vì tuổi đời còn rất nhỏ mà phải bươn chải đi làm. Ngày đó chắc em có thích đi học không? À, cũng muốn đi học anh. Em là học hết lớp, em vừa nói lớp mấy chứ? Nửa năm lớp 6 là em nghỉ. Lúc đó là khó khăn quá là phải nghỉ hả? Dạ. Nhưng bản thân em thì rất muốn đi học đúng không? Dạ. Học giỏi lắm. Khổ à, người học giỏi thì lại không có cái điều kiện, lại gia đình lại không được như ý muốn ha. Dạ. Thôi cái mọi chuyện đã lỡ rồi em ạ. Và bây giờ cố lên. Nhưng mà em có định hướng cho tương lai là em có thích học một cái nghề gì không? Em cũng chưa biết. Bây giờ mẹ thì bệnh vậy đúng không? Dạ. Mà mình bây giờ là mình lại là đang là trụ cột trong gia đình nữa. Ồ, thật sự em thì lại bỏ đi. Vậy là trong quá trình thời gian con nhà mình ở nhà có hay chơi điện thoại không chị? Có, bé có chơi điện thoại. Có thường xuyên lên các trang mạng xã hội không? Cái đó không rành. Tại bé đi mai rồi chưa, bé về bé cầm máy chơi một chút cái rồi bé nghỉ mai được con tiếng hoặc là bé đi mai nữa rồi. Có bao giờ chị thấy con nhà mình nhắn tin hoặc gọi điện với ai đó không? Không. Không hả? Ừ, chị thấy nó cầm máy rồi nó chơi hay nó câu vậy thôi. Chứ không nghĩ là bé còn nhỏ mà chơi như vậy. Con nhà mình bỏ đi như vậy, gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Có anh. Báo rồi đúng không ạ? Vậy là hơn một tháng trời nay là gia đình chị đi tìm con ở nơi nào rồi? Đi cũng như nó có đăng lên trên mạng, nó gửi là nó đang, tại vì con chị biết học mai. Cái nó gửi cái gì cái đó, cái định vị ở Đầm Dơi. Thì chị theo cái định vị Đầm Dơi. Đầm Dơi là Cà Mau hả? Cà Mau, Cà Mau xuống Đầm Dơi hai mấy cây nữa. Là mới có 4-5 ngày nghe cái bé gửi định vị gì đó. Cái chị thấy theo định vị cái rồi đi xuống Đầm Dơi kiếm. Người ta cũng nói ở đây cũng có tiệm mai gì nữa, nhưng mà chẳng qua là cái này nó dĩ giả thôi chị ơi. Cũng như nó nhờ ai mượn gửi qua gửi cho chị thôi. Rồi không có cái chị về. Chị về cái nó gửi qua thông tin là ở Phi Long là ở Kiên Giang mình đó. Châu Thành Phi Long. Cái rồi Phi Thông rồi chị cũng dẫn đến Phi Thông. Người ta nói Phi Thông thì có chị, nhưng mà ở tổ 3, tổ 4 là không có. Cái chị cũng chở về. Chở về hồi ở Kiên Giang, ở Gạch Sỏi. Nhưng mà chị gửi thông tin những gì là chị biết là hai mẹ con tự động đi kiếm. Không có một cái kiếm cũng vô thì... vọng. Không gặp được cháu ở đâu hết. Cũng như có thông tin gì là hai mẹ con nào là chiều thứ bảy. Vậy là hơn một tháng nay là gia đình nhà mình không có một cái tin tức gì. Đúng rồi, không có tin tức. Bây giờ gọi điện cho bé hoặc là nhắn tin thì sao? Gọi điện thì đổ chuông mà bé không có bắt máy. Một khi 5-10 ngày sau cái bé chỉ có nhắn tin thôi là điện có gì không, kiếm có gì không. Là bé nhắn tin lại hả? Nhắn tin lại vậy thôi. Nhưng mà kiểu cách nhắn tin có phải con nhà mình không? Không. Người khác đúng không? Dạ đúng, tin nhắn là hoàn toàn không phải của cháu. Với tư cách nói chuyện gì là không phải cái cháu. Cháu rất là ngoan. Ừ mẹ ơi đồ chứ không có như là... Chỉ nhắn tin thôi chứ đúng không ạ? Chứ đâu có gọi điện được đâu. Đúng, nhắn tin thôi. Với cái gì mà Messenger cũng là chỉ nhắn tin thôi. Mà nhắn những cái kiểu cách là khác. Đúng. Không phải con nhà mình. Đúng. Bởi vì con nhà mình nếu mà thường thường nhắn tin thì mẹ hoặc là người thân sẽ biết rõ. Đúng. Nhưng mà tới giờ phút này thì... Nhà mình là đang hoàn toàn là té ngửa ra rồi. Đúng rồi, thất vọng kiếm cháu không được. Điện thoại của con nhà mình bây giờ bé làm gì được xài đâu. Theo như em dự đoán á, điện thoại của con nhà mình bây giờ có người khác người ta giữ. Nếu con nhà mình có xài thì có người khác người ta đứng sau lưng. Nhưng mà hiếm khi được xài lắm, hầu như là không được xài đâu. Đúng rồi, một tin nhắn của chị khi 5-10 ngày sau vậy mới trả lời là tin nhắn. Bởi vì bây giờ có thể là bé đã bị sập bẫy rồi. À, có thể là bé... Vì cái hoàn cảnh gia đình như thế nào đó mà bé có thể lên mạng chơi mạng xã hội, cũng như là hoặc là bị bạn bè rủ dê lôi cuốn đi, cũng như là bé có thể là tìm việc làm trên mạng đó. Tới giờ phút này em đang nghi ngờ rằng bé có thể bị sập vào những các cái quán karaoke, massage, cà phê, đặc biệt đó là những cái quán nhạy cảm. Em đang lo sợ về vấn đề đó.
Không biết bản thân chị là mẹ chị có nghĩ điều đó có, chưa? Chị cũng như có cảm xúc như mới đi thì chị còn đỡ đỡ, cũng như hy vọng như cháu đi chơi thôi hay là bạn bè rủ đi chơi có thể 50 ngày cháu về. Ngày chị cũng đỡ an tâm chút. Nhưng mà càng ngày chị cần thấy càng xa vời, cũng như là kiếm cháu càng ngày càng khó, điện với điện thoại rồi liên lạc không có được. Trước đó con nhà mình đã từng bỏ đi như vậy bao giờ? Chưa bao giờ, chưa giờ bao giờ khỏi nhà đi chơi dù nửa tiếng đồng hồ cũng không có. Bé ngoan lắm. Có bao giờ mà bé cãi lời mẹ hoặc cãi lời anh hai? Không bao giờ luôn. Bé ngoan lắm. Nói chuyện là dạ thưa đàng hoàng. Nói chuyện dạ thưa là anh hai không? Bé bé có sửa soạn không? Quần áo này kia không? Không. Đi mai mà suốt ngày chỉ ngày chủ nhật nghỉ thôi. Làm là thường thường bé là làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Bé làm mai ăn công đoạn cũng như còn nhỏ mà cũng đâu có ép gì đến đó, tao cũng thương nó ép như mai công đoạn tháng chừng triệu triệu mốt à. Ngày hai ba mấy bốn chục ngàn thôi. Trời đất ơi, làm gì mà ngày có mấy chục ngàn hả? Tại vì bé còn nhỏ mình không được vô công ty á. Rồi mình mai tư nhân ở nhà người ta giao công những công đoạn rẻ rẻ tiền cho cháu. Trời vì từ theo hoàn cảnh đó mà cháu cũng đi làm tháng ở chừng triệu triệu mốt là cưng. Nhỏ quá mà đủ tuổi đó rồi thương anh hai đi làm gì thôi. Chị bệnh nhiều lắm, chị hai tay gãy hết trơn mới làm nặng được chị, nè. Chị là bệnh gì đây? Chị bị hở quanh tim, rồi lên máu, rồi bị buộc cổ nữa. Trời ơi. Nên chị mới làm nặng được chị. Hồi lục lại với cha bé, đánh đập như vậy chị gãy hai tay chứ chị mới làm nặng được. Ông xã hả? Đúng rồi. Ông xã ngày xưa bạo hành đến mức độ đó luôn hả? Đúng. Lúc sẵn bé Huỳnh Như mới có 2 năm mấy thôi là xô chị té gãy tay, bây giờ gãy tay chị công vọng mà. Trời đất ơi. Chị... trên 3 kg thì chị xách cái tay này không có được. Ông xã có nhậu nhẹt không? Nhậu thợ hồ. Ông thợ hồ ông nhậu dữ lắm. Nhậu với mê gái nữa. Nhậu lại còn mê gái nữa. Đúng rồi. Vậy là mấy lần say xỉn là về nhà là không là... ít lắm là tại vì đi làm chết có về nhà lắm. Giống như sáng 4-5 giờ sáng là đi làm rồi, 1-2 giờ khuya mới về, khi đi 5-7 bữa thì 5-3 tháng như mới về. Là làm xa nhà hả chị? Ở gần nhà đó mà cũng vậy thôi. Là không về? Ít có gì lắm. Vậy là mỗi lần về là kiếm chuyện? Không có đâu, như về thì quạo quọ thôi chứ còn là ít có đánh đập lắm. Mà cái chặng này là đi theo vợ bé ở Nghịch Miễu á, người ta chỉ chị là đến đó đó rồi hành bạo gì đó. Chị té gãy tay này là 7-8 năm nay rồi đó. Tức là chồng chị đi ví đi làm người lạ, đi làm chỗ lạ, đi xa đó mà không có gửi tiền đồ về, cái chị mới hỏi điện thoại đại trong số lạ lạ vậy đó, cái có người quen người ta chỉ. Hỏi chứ chị là gì mà chị kiếm thành phố, chị mới nói chị là vợ. Cái tên ủa vợ gì là sao chứ, vợ với ảnh đang làm đây mấy tháng nay đây. Cái chị nói đâu có đâu, tôi vợ có 2 con, người ta chỉ đường cho chị đi. Chị đến đó buổi sáng, cái chị kêu lãnh phát lương lặn về sao không phát tiền gì cho con vậy chứ. Cái tối bữa đó anh kêu chị ngủ lại, lặn nhỏ nó bỏ chạy rồi, thấy chị lên lặn nhỏ nó chạy trốn rồi. Tháo chạy luôn đúng không? Tháo chạy. Cái kêu cho chị vô trong này nè ngủ, chị nói thôi không vô ngủ đâu, ngủ ngoài chung với công nhân nè, rồi sáng này sớm về. Tại dẫn theo nhỏ gái mới 2 tuổi mấy là bé Hồ Lâm Quỳnh Như nè. Yeah. Còn thằng này 6 tuổi đang đi học gửi ngoại, là chị đi lấy tiền đó. Yeah. Cái 11, 12 giờ mấy rồi, đi đâu như không biết nữa, cái về xỉn, kêu chị vô trong ngủ, chị không vô, cái chị ngồi trên giường kéo từ trên giường giục chị xuống té gãy tay. Trời đất ơi. Kéo 2 giờ chị giục xuống, chị gãy tay này 7 năm mấy, lúc sanh bé Quỳnh Như được 2 năm mấy. Tại sao mà một cái người đàn ông mà đối xử với một cái người vợ, một người phụ nữ mà đến mức độ như thế luôn, không thể chấp nhận nổi. Và sau đó là sau cái sự việc đó là về là mình chấm dứt luôn hả chị? Chị cũng vì con thôi, cũng như ở chung nhà trọ, tại ở trọ mà như ảnh muốn đi đi về về giờ nào chị không quan tâm. Là mình vẫn cam chịu tiếp. Đúng rồi, tại vì 2 con thì chị cũng sống chung vậy thôi. Chị sống được đến bao lâu nữa thì mình chấm dứt? Cũng như là dứt điểm luôn, mà y không về nhà nữa luôn là 3 năm mấy nay rồi, là không về nhà nữa. Tức là cách đây 3 năm về trước là mình vẫn còn. Vẫn còn đi tới lui, vợ chồng vẫn còn sống chung trong nhà. Đúng là cái người đàn ông như vậy á. Cái này anh xin phép em trai nhé, không phải là anh nói xấu ba em nhé. Nhưng mà đúng cho cái người đàn ông như vậy á, chị phải chấm dứt ngay từ đầu á chị. Thật. Từ lúc mà khi người ta đối xử không tốt tệ bạc với chị phải dừng liền đi. Tại chị nghĩ 2 con sống chung nhà thôi chứ. Nhưng mà người đàn ta có nghĩ đâu. Đúng rồi, người ta không nghĩ thiệt. Như con mình giờ vậy đó mà y cũng đâu có việc ý. Rất nhiều câu chuyện vợ chồng lên đây chia sẻ rằng là đều chia sẻ rằng vì con. Nhưng mà em xin thưa, vì con mà để mà mình phải cam chịu như vậy thì không nên. Bởi vì ai cũng là con người mà, xã hội bây giờ là nam nữ là bình đẳng hết. Nếu thật sự mà yêu thương nhau thì mình ở lại, còn hết duyên hết nợ thì mình chia tay chứ. Không vì một cái lý do gì đó để mà mình phải cam chịu cái số phận để mình sống cả đời như vậy, không có hạnh phúc. Và những cái hình ảnh đó thì con cái mình sẽ nhìn thấy hàng ngày, sẽ tội nghiệp cho các bé và gieo vào đầu bé những cái điều thật sự đó là rất là tiêu cực. Nên mình đừng có nói lý do là vì con hay vì cái gì hết.
mình không được thì mình cứ bỏ, đôi khi mình bỏ nhưng mà cuộc sống của các con lại tốt hơn đấy chị ạ nha. Thôi dù gì thì cái chuyện quá khứ nó cũng qua rồi. Rất khổ hai, à. Hai đứa bé ngoan lắm, chị cũng an tâm nữa mà chị không nghĩ mà chị không ngờ là bé quen trên mạng hay là mà trong nhà bữa chủ nhật là ba mẹ con vẫn nằm nhà bình thường vậy đó. Cái gọi đi ra, cái gọi là đi luôn tới 3 giờ mấy rồi chị nói bố ở trọ mà giờ này em đi đâu mất tiêu. À, đụng ra là đi mất tiêu rồi, đi bước ra khỏi nhà lúc 3 giờ. Là đi luôn tới giờ luôn đó. Con nhà mình có thể là cái tuổi đang còn nhỏ, thứ nhất là rất là hiếu động, cái thứ hai là chơi mạng xã hội, cái thứ ba là cái điều kiện gia đình, thứ nhất là thấy mẹ bệnh thật như vậy, thấy anh hai đi làm vất vả. Nên mà bé cũng có khi là bé bị tác động bên ngoài, những bạn bè khác, những người lớn tuổi hơn người ta tác động vào, người ta gieo vào bé những cái điều mà ngon ngọt cám dỗ bé, nên dẫn tới cái tình trạng bé phải bỏ nhà đi để bé đi làm. Họ sẽ dẫn dắt bé nói là làm công việc này nhiều tiền để về phụ cho mẹ cho anh chị ạ. Đó là cái điều mà chắc chắn sẽ xảy ra trong cái câu chuyện nhà mình. Trên cái video này chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con nhà mình đi. Thì tâm sự với con đi. Như nếu mà con coi được cái này hay là đọc những tin nhắn của mẹ thì con trả lời không, mẹ cho mẹ biết địa chỉ của con đâu. Mẹ đi kiếm con rồi con gì không gì đợi cho mẹ an tâm rồi. Mẹ đi kiếm con không gài, mẹ mệt, mẹ bệnh dữ lắm rồi con ơi. Nghe điện thoại với mẹ cũng được. Ổn định là con ở chỗ nào đó. Ờ mẹ ơi con ở chỗ đó cho mẹ yên tâm thôi. Mẹ bớt đi kiếm con đi. Mẹ nhớ con quá để mẹ chết con về con không thấy mặt mẹ đâu. Quá mỗi ngày mẹ đi kiếm con mẹ mệt mỏi lắm rồi đó Như à. Con không nhớ mẹ với anh đó Như. Thương quá con ngoan lắm, ba đi chơi nhiều đủ rồi con. Con coi được này con điện thoại cho mẹ đi, ở đâu mẹ đi rước con về. Khổ thật sự khổ. Rồi em trai, em phải nói một cái điều gì đó với em gái của em đi. Chơi Như được rồi Như ơi, về với mẹ Như ơi. Đi Như được rồi về đi, mẹ bệnh Như lắm đó. Thương, thật sự thương. Con gái nếu con xem được video nó, video này thấy mẹ của con cũng như là anh hai của con lặn lội từ Cần Thơ về Bình Dương để nhờ các chú đi tìm con thì con đang ở đâu đó sớm quay trở về. Chú đã tuyên truyền rất nhiều trên video rồi, bởi vì hiện nay là trên mạng xã hội là các con là rất dễ bị cám dỗ. Các con chơi nhưng mà các con phải làm chủ được bản thân, các con phải hiểu biết được bên ngoài như thế nào. Tuổi đời con rất nhỏ mà bây giờ điều kiện gia đình nhà mình lại như thế, mẹ thì bệnh, anh hai thì phải đi làm hồ, mà bây giờ bỏ hết công ăn việc làm, đặc biệt là mẹ là tâm lý là 2 tháng trời nay, gần 2 tháng trời rồi không ăn không ngủ được vì con, nên con đang ở đâu đó. Nếu mà thật sự tới giờ phút này mà con đi làm mà những cái công việc lành mạnh, hoặc là ai con đang đi phụ quán hoặc làm ở đâu đó, thì con phải sớm quay trở về. Còn cái trường hợp mà xấu xảy ra mà tới giờ phút này mà con bị sập bẫy của những đối tượng xấu rủ dê ép buộc con làm, đặc biệt là những công việc nhạy cảm vi phạm pháp luật, thì con hãy thật bình tĩnh. Con gọi về cho các chú các bác công an theo số là 113 đường dây nóng trước, sau đó con gọi về số cho các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Các chú sẽ ngay lập tức có mặt để mà giúp con quay trở về một cách an toàn nhất cho con gái. Còn đối tượng nào, chủ quán nào mà đang giữ bé, đã và đang ép buộc bé làm những công việc, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật, thì hãy nhanh chóng thả đưa bé về nếu không muốn dính líu tới pháp luật. Còn cố tình ngoan cố mà dụ dỗ bé, ép buộc bé không cho bé về thì chắc chắn rằng cái khung hình phạt sẽ rất là lớn. Khi anh em đội hiệp sĩ mà Nguyễn Thanh Hải mà tìm được thì anh em sẽ bàn giao ngay lập tức cho bên cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết cái sự việc này. Nên mà không muốn dính líu tới pháp luật thì hãy thả bé về, đưa bé quay trở về nhà. Còn nếu cố tình ngoan cố thì chắc chắn là sẽ bóc lịch rất nhiều năm. Đó là cái điều không thể tránh khỏi. Chị và con trai của chị còn điều nào chia sẻ đó không? Có chị như con mà coi được mấy này, con cứ cố liên lạc tìm về gia đình cho mẹ biết. Ví dụ như con buôn bán hàng quà thì cũng cho mẹ địa chỉ, rồi ví dụ như con có cái gì đó con cũng gắng tìm cách cầu cứu mấy chú lần giải cứu con về với mẹ. Mẹ nhớ con quá Như. Khổ thật sự khổ. Nếu con bị nhà con tìm cách liên lạc với mấy chú đi con.
Mẹ biết chú đưa con về, về với mẹ. Quá khổ. Chị bình tĩnh nha, chị đang bệnh mà đặc biệt là bệnh tim nên chị bình tĩnh nha. Bình tĩnh đi chị. Em trai cố gắng nha, trong cái thời gian này cố gắng động viên mẹ. Ở dưới quê có mưa không em? Dạ cũng đôi khi anh. Đôi khi mưa làm bấp bênh ha. Dạ. Công việc làm hồ thì chắc là rất là vất vả đấy, anh biết mà. Dạ. Tuổi này tuổi của em là đang cái tuổi là phải ăn học đấy. Nhưng mà rất tiếc vì cái điều kiện gia đình như vậy. Thôi thì mình cố gắng đi ha. Không ai mong muốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn hết. Em ạ. Nhưng mà bây giờ thôi thì cái điều kiện như vậy thì em cố gắng lên. Và anh hy vọng rằng cái câu chuyện này, cái video này ngày hôm nay, mục đích chính của hai mẹ con lên đây là nhờ anh em đi tìm em gái của em. Thì anh hy vọng là một ngày gần nhất em gái của em sẽ quay trở về. Và cái điều anh vẫn kỳ vọng, hy vọng rằng là những cô chú anh chị, đặc biệt là ở khu vực Cần Thơ á, nếu mà có một cái công việc phù hợp mà cần người làm á, thì anh hy vọng rằng là tất cả cô chú anh chị sẽ trực tiếp là liên hệ với... Thôi em đọc số điện thoại của em đi. Em có xài điện thoại không? Dạ có. Em đọc đi. Số điện thoại của em là 0793192647. Đó là số điện thoại của em. Còn dạ. Có cô chắc là khỏi đọc ha. Khỏi. Có gì thì gọi điện cho con của cô. Dạ. Thì cô chú anh chị nào có thấy bé như trong hình á thì gọi điện trực tiếp cho người anh. Hoặc là gọi cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như đưa bé gái sớm quay trở về. Và em cũng mong muốn rằng là những cô chú anh chị ở Cần Thơ nếu mà có những cái công việc phù hợp cho em trai này thì làm ơn có thể là liên hệ cho em trai này để giúp em trai này làm công việc để ổn định hơn, để có một cái mức thu nhập để giúp cho gia đình vượt qua khó khăn trong giai đoạn này. Thì em không biết nói gì hơn, thì em xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như đưa bé gái sớm quay trở về. Bởi vì tới giờ phút hiện tại thì anh em cũng như là gia đình đang rất lo lắng cái tình trạng của bé năm nay là 13 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Mà đặc biệt rằng bé thì lại ngoại hình là như người lớn rồi, nên em đang lo sợ về vấn đề là rất sợ những cái người xấu, người ta với cái mục đích vì lợi ích cá nhân mà người ta đưa bắt ép bé làm những công việc nhạy cảm. Đó là cái điều mà em cũng như là gia đình rất lo lắng. Nên em rất cần sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Đặc biệt rằng là những cô chú anh chị nào ở tất cả các tỉnh thành, nếu mà phát hiện được bé thì làm ơn là báo liền cho... Thứ nhất là báo cho công an là 113 đi cô chú anh chị. Thứ hai là gọi về số của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có mặt kịp thời để đưa bé sớm quay trở về một ngày gần nhất. Thì hôm nay hai mẹ con lặn lội đường xá xa xôi về đây nhờ anh em để mà tìm con. Thì chị cũng như là con trai có đồng ý cho anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình về không? Dạ, đồng ý. Em không biết nói gì hơn để chúc cho chị, chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Chị là sớm khỏi tất cả mọi bệnh tật chị nhá. Và cái điều đặc biệt là con gái sẽ sớm quay trở về một ngày gần nhất chị nhá. Hai mẹ con còn điều gì nói chuyện không, chia sẻ không? Nói con nói như cảm ơn nhờ mấy bà. Nhờ cô chú anh chị trên cộng đồng mạng gán tìm em con giúp đỡ. Không nhìn thấy là em trai có vẻ rất hiền, rất ngoan đấy. Thôi cố gắng em nha. Dạ. Tuổi của em đúng là cái tuổi này là tuổi đang ăn chơi bay bổng. Nhưng mà rất tiếc thì vì cái điều kiện, thôi cố gắng em ạ nha. Dạ. Anh chúc em là sắp tới em sẽ có một cái công việc mới phù hợp với sức lực của em hơn. Dạ. Để có một cái thu nhập ổn định lo cho mẹ, lo cho gia đình em nhé. Dạ. Rồi em xin phép chào hai mẹ con. Chúc hai mẹ con thượng lộ bình an về Cần Thơ và cái điều đặc biệt là con gái sớm quay trở về. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.